Nhìn xem, thứ họ cầm trên tay là bút viết để chứng tỏ sức tay mà khôn khéo. Còn cậu thì đang mày mò bên chiếc điện thoại vô tri vô giác mà thỏa mãn tươi cười. Cậu có biết không, chúng ta đành ghét chuyện vui mà tiếp tục chiến sự. Đừng vì vài phút lơ đãng mà khiến những năm đèn sách tan nát biết mất từ. Tổng hợp những gương mặt vàng trong làng vợ theo trend bỏ trốn. Sáng qua vừa tìm được vợ, tưởng rằng sẽ được tay trong tay hạnh phúc. Tối về hay tin vợ lại chạy rồi còn đâu. Dành cả thanh xuân để chuẩn bị tỏ tình, chưa kịp tỏ tình vợ xách vali đi trốn. Cũng là chiếm hữu hạ bùa chú theo dõi các kiểu, bà vẫn trốn bình thường. Em đi ngang đời anh, như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Vậy đàn tôi nhìn theo người đi, khi đã xa mặt rồi, chỉ còn anh với những mong mơ là... Đã biết niềm là bồ đơ đơn nô. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ từ một tay gật đầu xin cha mẹ về bên ai. Eol에 대한 루솔레도를 배우고 mong manh quá biết mai sau này còn giữ.
rơi lại em trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh you dancing. Don't stop to the bedroom. We don't need no dance floor. Rồi từ ai rồi sao đôi mắt buồn và rồi tiêu hồn đưa đón lớn lên.